khách đầu tiên của chúng ta là được mang tên Xuyên Thấu. Mấy tập trước á thì sau bức màn sẽ là đàn ông, nhưng mà tập này thì chương trình đã mời ba cô gái và mình sẽ được nghe người ta giới thiệu về bản thân, trò chuyện tâm sự các kiểu, nói về giác quan. Rồi tiếp theo mình sẽ được nhìn ba gương mặt nằm, tất nhiên là phải lộn xộn rồi. Cái xuyên thấu ở đây là thông qua cái câu chuyện mình sẽ phải hình dung ra gương mặt người đó như thế nào, cái dạng tính cách ra sao, cái kiểu đó sẽ hợp với cái gương mặt nào trên phía trên. Rồi mình ghép lại, người nào ghép đúng thì được 5 điểm cho mỗi lần đúng. Và bây giờ hãy đến ngay với vòng 1 mang tên Xuyên Thấu. Quý vị em thấy nhìn xuyên thấu được rồi đó nha. Rất là quyến rũ. Đâu cần sự á, mấy tập trước là toàn là mấy thanh niên nên là mặc đồ vest á, nhìn cái dáng nó sẽ hơi hơi giống nhau. Nhưng mà qua cái phần này là mình thấy là hơi rõ ràng đúng không em? Đúng rồi anh. Đó, anh nhìn xuyên thấu được kiếp trước của cô đứng vị trí bên phải của anh nè. Thưa bà. Thiệt không anh? Thiệt không? Thiệt, kiếp trước của là nàng tiên cá đó. Ủa mà cái quần y chang mà nàng tiên cá lúc mà nằm trên bãi biển nó xòe ra đúng không? Đó, kiếp này hiện thân của nàng tiên cá đó. Chắc anh có cái giác quan thứ 16 luôn chứ không phải giác quan thứ 6 đâu nha. Còn anh Đức, anh ấn tượng với cô nào? Sự ra bây giờ cái giác quan thứ 6 anh mạnh lắm nha. Anh nhiều khi anh đang có một cái linh cảm là trong đây có người quen anh luôn đó. Ghê đó nha, hay đó nha. Bây giờ thì chúng tôi sẽ mời những cô gái này lần lượt giới thiệu về bản thân và hai anh sẽ phải hình dung ra dung mạo của ba cô gái như thế nào. Xin mời bạn đầu tiên ạ. Nha Trang hỡi, biển xanh cát trắng, bình minh về ánh nắng lung linh, quê hương xứ biển hữu tình, xanh xanh màu nước, xanh xanh mây trời. Nghe qua đoạn thơ này chắc hẳn mọi người đang liên tưởng đến một nơi đầy nắng và gió cùng những tiếng sóng biển rì rào phải không nào. Và tôi rất thích ai đó gọi mình bằng biệt danh cô gái đại dương. Vì tôi sinh ra và lớn lên tại vùng biển Nha Trang xinh đẹp. Là phụ nữ thì ai cũng đều sẽ có giác quan thứ 6 dù ít hay nhiều. Nhưng riêng với phái mạnh thì tôi chưa kiểm chứng được lần nào về giác quan của họ. Nên tôi có mặt ở đây để xem phái mạnh có giác quan thứ 6 như thế nào. Rồi bây giờ sau khi nghe phần giới thiệu của bạn gái đầu tiên thì anh sẽ hình dung ra là cô gái này có cái diện mạo như thế nào. Theo Huy Khánh nghĩ cô này mắt to, tóc cô này có nhuộm vàng luôn. Mũi cao hay thấp nè? Mũi không cao lắm. Không cao lắm. Còn anh Đức? Thì hồi nãy anh Đức thấy cô này là có lẽ là mặt trái xoan nè. Môi không phải là gọi là môi dày nha, cũng là thuộc dạng môi mỏng chứ không phải là môi mỏng. Còn mũi cũng giống như anh Khánh nói là không cao lắm. Có mụn không? 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 Em hỏi mình đừng đi vô chi tiết quá. Dạ hỏi như là cái da mặt cổ là có trơn, có láng hoặc đúng là rồi, có hơi rổ rổ giống đó. Đúc không vậy đó vậy. Anh hiểu em đó. Không, anh nghĩ là bây giờ nên nếu mà mình nói về phụ nữ thì mình đừng có đi vô quá chi tiết. Mình chỉ nói về bên ngoài thôi, vì việc phụ nữ ai cũng muốn đẹp, họ cũng sẽ make up cho cái nhan sắc tươi sáng hơn đúng không? Đâu phải ai mặc một make up cũng tươi sáng hơn. Em à, đừng em đừng có mượn những người khác để quay chĩa về cái mũi dùi nói anh, em hiểu không? Bây giờ hãy đến ngay với cô gái thứ hai, mời bạn. Biệt danh của tôi là mèo lười, tên này do đồng nghiệp đặt cho tôi. Tính cách của tôi khá mạnh mẽ, không bao giờ khóc nhè, ăn mặc lại hơi giống con trai một tí, nên có khi ba mẹ hay nói là con bé này lì. Khi rảnh rỗi tôi mê mua sắm, tìm những món ngon và lạ mua cho ba mẹ. Tôi nghĩ cả nam và nữ đều có giác quan thứ 6. Nhiều lần tôi thấy các bạn nam, tôi biết có khả năng linh cảm đọc tương lai chính xác còn hơn cả tôi nữa. Nên tôi nghĩ hai khách mời ngày hôm nay sẽ đoán được gương mặt của ba cô gái trên này thôi. Theo như Huy Khánh hình dung, cô gái này rất nhỏ nhắn, xinh xắn, khoảng 45kg đổ lại. 45kg. Vòng eo rất là nhỏ. Cô này em nghĩ là không tới 45kg đổ lại như anh nói đâu. Em nghĩ là khoảng chừng 43 đổ lại thôi. Em sụt hơn anh 2kg. Tại vì em cảm nhận được cái cân nặng cô này khoảng như vậy. Mình bớt nói về cân nặng được không hay anh? Dạ. Em đang cảm thấy nhột. Dạ đúng. Tại vì dạo gần đây là em lên tới hình như... Anh yêu đi! 10kg luôn đúng không? 10kg là... Và đặc biệt cô này rất thích mang giày cao gót. Nhìn cái đôi chân của cổ là mình có thể đoán được rất là thon và rất là dài. Chứ không có giống như dạ. Chứ không có giống như dạ. Chứ không có giống như dạ. Cô này mang guốc chuyên nghiệp cho nên cái ngành nghề của cổ phải là giống như kiểu văn phòng đó. Tại nãy anh nghe nói đồng nghiệp rồi nên anh nghĩ văn phòng. Em thì linh cảm cô này những cái nét trên khuôn mặt của cổ rất là mảnh mai. Mảnh mai. Rất là thanh tú.
Hãy ghi nhớ tất cả những cái hình dung của mình để lát nữa chúng ta sẽ lựa chọn cho nó chính xác nha. Và bây giờ xin mời cô gái thứ ba. Xin chào, biệt danh của tôi là Bendy, đọc ngược lại từ tên Bi đen. Sở dĩ tôi có cái tên như vậy là bởi vì ở nhà tôi tên Bi, nhưng vì hồi nhỏ là da tôi đen thù lùi cho nên là cả gia đình gọi tôi là Bi đen. Nhưng mà khi lớn lên thì là biết cách chăm sóc, dưỡng da cho nên là tôi cũng đã đỡ đen nhiều rồi. Và tôi đặc biệt thích những gam màu nóng như là đỏ, cam, vàng, hồng. Và đó cũng chính là bề nổi cho tính cách của tôi. Và ba từ khóa để miêu tả về bản thân tôi đó chính là trách nhiệm, tham vọng, tự tin. Cảm ơn bạn. Rất rõ ràng. Trong ba cô gái thật sự mà nói nãy giờ Huy Khánh có linh cảm về cái cô gái này nhiều nhất. Có mi dắt quan thứ sáu về cô gái này nhiều này, nhất. Này tiên cá. Đó nè, nãy giờ Huy Khánh nhìn là Huy Khánh đoán được cô này rất là mạnh mẽ, cá tính và rất là cứng rắn. Theo cái chia sẻ của bạn nói nãy giờ là bạn thích những cái gam màu nóng, thì anh Đức đang nghĩ luôn á, có thể bạn này đang mặc một bộ đồ màu đỏ. Huy Khánh nghĩ là một bộ đồ màu xanh đậm. Em thì em nghĩ màu đỏ, tại vì với cái dạng đồ như vậy có thể là một bộ jumpsuit. Về cái gương mặt bạn này thì không phải là quá vê lai đâu. Và ít ra mặt bạn ấy cũng sẽ có những cái góc cạnh để thể hiện cái cá tính, nên Đức đang cảm nhận như vậy. Bây giờ thì mình hãy giữ những cái quan điểm riêng của mình nha. Xin mời hai khách mời đến với ba gương mặt của ba cô gái. Xin mời. Rồi bây giờ đến với bạn có nickname là cô gái đại dương, thì hai khách mời hãy cho biết là hai khách mời sẽ chọn gương mặt nào ở đây. Thì Huy Khánh sẽ đoán là cô số 3. Gương mặt số 3. Gương mặt số 3. Thì Đức đang nghĩ luôn bây giờ là cô gái đại dương là hình số 1. Tiếp theo là bạn mèo lười. Cô gái số 3 là bạn mèo lười đang đứng ở vị trí cái rèm thứ 2. Tại vì Huy Khánh nghĩ cô mèo lười là một cô nhân viên văn phòng, thì cô rất là năng động, cho nên Huy Khánh chọn cô số 2. Bởi vì nhìn cái gương mặt của cô số 2 thì thấy là một dạng mẫu phụ nữ rất là năng động, linh hoạt. Như vậy cuối cùng còn cô gái thứ 3, anh Huy Khánh là chọn số 1. Số 1. Nhưng mà số 1. Còn anh Đức thì chọn số 2. Đúng rồi, còn em thì em nghĩ là cô gái đang đứng ở vị trí số 3 này nè là bạn cái hình số 2. Với bạn gái có nickname là Bendy, anh Đức chọn là gương mặt số 2, còn anh Huy Khánh chọn là gương mặt số 1. Thế thì chúng tôi xin được phép mở bức màn của bạn gái có nickname là Bendy trước nha. Xin mời. Thấy chưa? Hay quá đó rồi. Thấy chưa? Và bây giờ gương mặt của bạn Bendy là chúc mừng Huy Khánh. Thấy chưa? Đoán sai màu thôi. Rất chính xác. Anh Huy Khánh đã mang về cho mình 5 điểm đầu tiên. Chúc mừng anh. Sao lại có thể hay dữ vậy ta? Không, ngay lúc đầu cũng nghĩ là bạn này rồi, nhưng mà em sợ chương trình gài. Em là đoán người giỏi lắm, nhưng mà cứ sợ cái này sợ cái kia cho nên phòng không gối chiếc tới bây giờ đó. Chúc mừng Huy Khánh rất nhiều. 5 điểm đầu tiên dành cho anh. Xin mời cô gái đại dương và mèo lười. Ủa, có khi nào sai hết luôn ta? Cũng có thể. Và kết quả là như vậy là anh Đức đã đoán đúng được bạn mèo lười là gương mặt số 3. Còn anh Huy Khánh thì là sai hết, lộn hai gương mặt. Tỷ số hiện tại là 5-5. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị đến với vòng 2. Nhưng mà trước khi đến với vòng 2 thì hãy cùng nghỉ giải lao trong vòng ít phút.